Đây nè, chỗ bán bánh xèo thôi nha cả nhà. Bây giờ đi ăn sáng bánh xèo Đại Đức. Nổi tiếng ở Phú Quốc. Ăn bánh xèo thôi, nhưng mà vị trí là vườn ngang mấy mẫu rồi. Mấy ngồi trên mảnh đất cái quán á. Chắc sơ sơ chắc cỡ một mẫu xin tố. Thì kinh tốt đó. Trời ơi, rau ngon lắm cả nhà, mà rau sạch ngang. Trời ơi, cho nên là tới là thấy là phải đi ăn bánh xèo. Rồi pha nước mắm. Và đây nước mắm. Ở đây nước ngộ. Rồi đây là một cái ly. Ra nước mắm á là pha ly sẵn dùng đây. Để uống Coca, tôi quên uống. Uống cái gì? Cola chanh. Dạ. Kêu là tự làm đúng không? Kêu để hai chị tự làm. Bà con ơi. Nè, ở nhà ơi nhìn nè. Mang ra hai cái ly, trời ơi, chắc hai chị em uống xong cái về nè, cầm hông cái về ngủ luôn, phải ra biển á. Vô. Thôi đi làm đó, nhìn không? Hoành tráng không? Trời ơi là trời, thiệt chứ. Từ nhỏ lớn nó thấy cái ly uống nó to vậy đó. To ly bia luôn. À. Chắc dạng ly bia Đức đó chị. Ủa cái muỗng gì dài dữ vậy? Nói chung ở đây cái gì cũng to đó. Tí ăn cái này là phải có dưa chua. Có dưa chua ăn biết ngon. Bánh xèo hải sản củ hủ dừa. Rồi ai muốn nói gì nói tôi ăn. Rồi em phải làm ly Coca chanh đầu tiên. Ủa thì em gái quên mang đường. Kìa đường trong bọc kìa. Ôi ăn cũng đường nghĩa hả? Ừ thì nó cũng. Ồ ở đây dùng đường ngày nha. Đây cái ly đây chắc quất hết là hủ lên này. Quất hết đường đây luôn á. Đây nè. Cái ly như vậy mà đưa nhiêu đường vậy không biết là pha nhiêu cả nhà. Chạy nó nhiều quá. Mình cam cái đây. Tao đưa em làm đi cho. Làm đi. Pha vô rồi hút vô nó mới đủ sung sướng. Nó mát. Nha. Rồi chị cảm ơn. Bánh xèo miền Tây cho nên là bánh rất là lớn. Dùng bằng chảo á. Cho nên là mỗi đứa là ăn một cái. Nếu mà đô mạnh thì cỡ hai cái nước ngay vậy hả? Hai đứa, hai cái, không có đứa nào dành của đứa nào hết á. Ngon quá. Một cái xào béo dễ sợ. Trời ơi, canh đây nhiều nước quá. Mình thích là ăn uống ở đây á là nó được nó tiêu hóa, chứ còn đừng uống nước ngọt thì Coca thì chỉ uống nó trong lành, trong là thiên nhiên này, cộng soda là nó giúp tiêu hóa tốt. Cái nhà Đại Đức này ngay ngã ba bảy dòng mà rất là nổi tiếng. Còn người biết ăn rồi, có ăn một lần ở đây rồi. Ai đó từng mua đất rồi khỏi ghé ra đây chưa? Khỏi đáp. Soda chế vào. Hình như thứ đá. À, nó cho uống soda lạnh vậy đó, gọi là. Uống lắm rồi. Đây, một ly soda chanh không đá. Đô mạnh. Mát quá cả nhà ơi. Bánh xèo ăn với rau rừng. Ngon lắm ngon. Và ngày mai nữa mình sẽ đi ăn cái món mặt đặc biệt ở ngoài Phú Quốc. Đó là món Uống Quậy. Uống Quậy Sài Gòn, họ cũng mở chi nhánh mà ăn không ngon nha. Chỉ ra ngồi đây ăn đó ngon. Quán nào cũng ăn. Không, muốn vậy ạ. Em đưa chị ra một cái chỗ ngay biển luôn.